Vâng, Kim Thanh và Thành Tài xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang đến với khách đến chơi nhà tuần này, và trong phòng thu ngày hôm nay thì chúng tôi cảm thấy rất là ấm áp, mặc dù máy lạnh thì cũng hơi nhiều đúng không Tài ha? Dạ vâng, là lâu lắm rồi phòng thu chúng ta mới có đông vui, đông đảo vậy, nó chật chội như thế này. Nhưng mà rất là hy vọng quý vị thính giả sẽ giữ tiếp làn sóng FM 99.9 của chúng tôi. Bởi vì ngay sau Online 360, đó là phiên chợ tốt cuối tuần với những thông tin tư vấn tiêu dùng thông minh. Vâng, và khách mời của khách đến chơi nhà ngày hôm nay là bốn chàng trai rất là trẻ, rất là đẹp, rất là dễ thương, và đặc biệt là bốn chàng trai này đến từ Hà Nội. Và cũng phải nói là lâu lắm rồi thì khách đến chơi nhà mới có một cái chương trình dành cho những người khách ở tận phương xa đến như thế nào, đến như thế này. Và xin giới thiệu đến các thính giả, đó chính là nhóm Da Lab. Và chắc là có lẽ là những ai mà hay đi đám cưới thì nghe bài hát của nhóm này nhiều nhất đúng không Tài? Vâng, một nhà. Tài hát thử thôi được không? Dạ khó quá, em hát ở đây rồi bốn bạn buồn sao chị? Dạ thôi, Vâng, mời khách phương xa lên tiếng đi ạ. vâng, bây giờ thì không biết là ai đại diện của nhóm mà chia sẻ trước ha. Vâng, thay mặt nhóm Da Lab ạ, xin được kính chào quý vị khán giả. Hôm nay nhóm rất vui là được có mặt tại đây để cùng giao lưu với quý vị khán giả. Bây giờ là trong phòng thu tới bốn chàng trai lận, thì Đức có thể là giới thiệu từng người kể cả mình cho các thính giả biết ha. Dạ vâng ạ. Nhóm Da Lab thì có bốn thành viên. Mình tên là Đức, hay còn gọi là Thỏ. Mình vai trò gì trong nhóm ha? Cũng tham gia sản xuất, biểu diễn và quản lý các hoạt động của nhóm. Rồi. Kế bên Đức. Mình là Phương hay còn gọi là Cào. Vai trò trong nhóm của mình là phụ trách phần rap, sáng tác phần rap và cũng tham gia hoạch định các cái hoạt động sản xuất của nhóm. Wow, rồi, tiếp đó nữa. Xin chào mọi người, mình là Võ Việt Phương hay còn gọi là Thơm. Mình thực ra là người kiểu ít công việc nhất trong nhóm, mình hát phần điệp khúc của các bài. Tức là cứ điệp khúc là tới mình. Đúng rồi, kiểu mọi người nghe bài Chín mươi Một phần Nhà thì có cái đoạn khi hai ta về một nhà này, trăm mình đấy hát là lại mình hát. thử đi, chị thích câu đó Ok, để mọi người check xem có phải giọng không nhá. đó. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Nghe muốn rụng tim luôn tại chỗ. Thật sự là cái âm thanh thì rất là quen thuộc và lyric thì luôn luôn là lãng mạn như thế. Rồi, kế bên Ok. Phương. Xin chào quý vị, mình là Long, tên nghệ danh là MCL. Trong nhóm thì mình đảm nhận phần sáng tác và rap và hát và phụ trách phần sản xuất âm thanh, thu âm, mixing cho nhóm. Sao hình như là có một mình bạn là nghe cái nick ấy, nó hơi khác với mọi người Nó chút dài xíu. Đúng rồi, mọi người có hơn. một cái thôi, ví dụ như Thỏ, Thỏ, rồi Cào, Cào. Thơm, còn bạn tại sao lại À không, thực ra là trong nhóm thì mọi người đều có những có nghệ danh tiếng Anh. Như anh Thỏ thì có nghệ danh là Rabbit Run, anh Cào thì có nghệ danh là Mơ Park. Mơ 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 em Park, em Park. Em Park. Vì bình thường kiểu Long là chẳng lẽ lại giới thiệu là mình tên là Long hay còn gọi là Long. Nghe nó hơi lặp lại thì mọi người đều có như là em là nhưng mình là mình có chỉ có hai tên, còn như mọi người trong nhóm là có ba tên. Nhiều bí danh. Nhưng mà cái bí danh đó là từ đâu ra nhỉ? Thì thật ra là khi Mỗi người một mà câu chuyện. mọi người bắt đầu tham gia vào cái hoạt động sáng tác, nhất là rap ấy, thì cũng là rất là trẻ. Khi đó toàn là sinh viên đấy, thì cũng theo cái xu hướng ngày đó thì mọi người lựa chọn cho mình những cái tên tiếng Anh rất là ngầu, ví dụ như Rabbit Run, M Park hay Jay Z Kid, Mr. Lonely. Thế nhưng trải qua thời gian thì trước tiên là việc mà các cái thành viên ở trong nhóm với nhau rất là lâu thì cũng đã tự đặt ra các cái biệt danh cho nhau, để đầu tiên là gọi cho dễ, và cũng như là như những cái tên gọi thân thuộc trong gia đình thì những cái tên Thỏ, Cào hay là Thơm thì là do các thành viên đặt cho nhau. Thì Long là thành viên mới nhất nhóm thì hiện cũng đang được cân nhắc một cái tên khác dễ gọi hơn. Rồi, tức là em cũng sẽ chuẩn bị là có ba cái tên ha. Đừng 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 có khiên thị Mong là có cái tên nãy hay. nghe tới cái đoạn mà chọn cái tên nghe ngầu ngầu, thì bên kia có Rabbit Run, anh chưa hiểu về cái chuyện ngầu là thỏ chạy hay em hay là sao em? Vâng đúng rồi. Cái này thì chắc là không ngầu mà cho Q. Q. Ngồi gì luôn. Không, nhưng mà thật ra là Da Lab là những cái chàng trai mà Kim Lâm thấy rất là dễ thương.
nói thẳng ra là khi mà Kim Thanh làm theo dõi cái mảng âm nhạc thì chủ yếu là mình theo dõi dòng mainstream, cho nên là với những bạn như thế này là mình không biết nhiều, nhưng mà rõ ràng là có một số bài của các bạn phải nói nó vượt qua cái khuôn khổ underground và nó được nhiều người chú ý trong nhiều năm nay. Và rõ ràng với ví dụ như là cái ca khúc mà Một Nhà đó, hình như nó người ta gọi là sao, là ca khúc quốc dân đúng không? Bài hát đám cưới quốc đám dân. Cưới quốc dân. Đúng rồi. Bây giờ yêu nhau đi cầu hôn tao cũng hát bài đó được, mà cầu hôn xong thành đám cưới rồi tao cũng hát bài đó được. Mà thậm chí sau này người ta có BB thì em bé thì người ta vẫn hát bài đó bình thường. Mà bài này kiểu vượt qua phạm vi gia đình, kiểu hai công ty mà kết hợp với nhau thì cũng lấy bài đấy một nhà. Không, và với lại đặc biệt là khi xem mà phần MV, phần hình ảnh á, các chàng trai này nhìn dễ thương lắm, cực kỳ dễ thương, nam tính và dễ thương. Chúng ngủ. Không, dễ thương thật sự. Và đó là một trong những lý do mà với cá nhân Kim Thanh rất là thích nhóm này, cho nên là khi nghe tin Đà Lạt là sẽ có một cái chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 6 thì phải nói bản thân mình rất là phấn khích, và đó cũng là lý do mời Đà Lạt ngày hôm nay đến phòng thu và chia sẻ cùng với mọi người về cái show diễn lần này. Thì chắc là bây giờ mình dành thời gian để nhóm nói về cái show của mình ha. Vâng. Đợt này nhóm vào là cũng có những hoạt động để chuẩn bị cho show diễn ngày mùng 2 tháng 6 tại sân vận động Hoa Lư. Ừ. Show diễn này có mang tên rất là đơn giản thôi là Da Lab in Sài Gòn. À. Thì như chị, anh chị đã, và các bạn đã biết, Da Lab là nhóm các thành viên sinh ra lớn lên và hoạt động tại Hà Nội. Ừ. Thì xuất phát từ nhóm underground và hoạt động một cách rất là độc lập và tự phát. Ừ. Thì trải qua quá trình thì cũng may mắn được nhiều khán giả biết đến. Tuy vậy thì các cái mối quan hệ và các cái cơ hội mà để biểu diễn ở các cái tỉnh, các vùng miền khác của đất nước thì không nhiều. Ừ. Nhưng mà nhóm ở chúng em rất là cũng rất may mắn là được các bạn ở các miền là yêu mến. Ừ. Và cũng rất là mong muốn được nhìn thấy nhóm diễn live. Nên là nhóm đã cố gắng tận dụng hết tất cả các cơ hội và cũng lên một cái kế hoạch là để biểu diễn trong Sài Gòn từ cách đây 2 năm. Vâng. Rồi bây giờ mới thực hiện được. Dạ vâng, đúng rồi, thì để biểu diễn ở Sài Gòn thì cũng cần nhiều kinh phí, nhiều công sức. À. Và thì bây giờ là cái thời điểm mà nhóm thấy cũng rất là chín muồi thì nhóm cũng gọi là thử liều một lần coi sao. À. Và để giữ lời hứa với những cái bạn đã yêu thích nhóm ở trong thành phố Hồ Chí Minh của mình. Tức là mình có tài trợ hay là như thế nào nhỉ? Show diễn này thì hoàn toàn không có tài trợ. Thì hoàn toàn là cũng có sự hỗ trợ của công ty tổ chức. Và các thành viên thì tất cả là đều là tự lực hết ạ. Wow. Thì Tài có thấy vậy là làm nhạc underground là cũng giàu đúng không? Đúng thiệt chứ. Tức là nghe câu chuyện nãy giờ, tức là 2 năm thì vướng kinh phí thôi. Ừ. Mà sau 2 năm là mình gom đủ cái mình làm live show luôn. Tại vì nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh phải nói bây giờ làm show người ta sợ lắm. Đúng, tại vì là làm show ra là không chắc là bán được vé này. Đó. Không bán được vé thì cũng không có giải quyết được gì nhiều hết. Tại vì bán được vé cũng bị lỗ. Tức là ý là không biết bán được hay không. Mà bán xong rồi cũng không biết là có thể hòa vốn được hay không. Không có bao giờ hòa vốn được hết trơn luôn. Ngoại trừ có tài trợ thôi. Đó. Thì thành ra là mà mình ở miền Bắc mà mình vô thành phố Hồ Chí Minh thì cái phần kinh phí và di chuyển rồi cái này cái kia nó cũng phải tốn kém nhiều. Vâng, đúng rồi. Thế thì tại sao mà mình lại chọn một cái phương án nó hơi là tốn kém như vậy? Là đơn giản là mình hứa, là mình mong muốn hứa rồi cái mình làm vậy thôi. Cũng một phần lớn là như vậy. Bởi vì nhóm nhận được rất là nhiều các cái lời tin nhắn của các fan ở trong miền Nam. Thật ra là nhóm cũng đã có đã chứng kiến rất là nhiều bạn mà khi nhóm có hoạt động lớn ở Hà Nội, các bạn ở trong Sài Gòn hoặc là các tỉnh thành khác nhờ người thân mua vé và sau đó bay ra Hà Nội chỉ để xem cái chương trình đó rồi quay trở lại. Ừ. Nhưng mà nhóm nhận thấy là những cái bạn mà có đủ điều kiện để làm cái việc đó không nhiều. Ừ. Và nhóm nhận được rất là nhiều các cái tin nhắn, những lời nhắn nhủ. Hoặc là khi mà nhóm có cái hoạt động ở trong này thì gặp các fan trong này, các fan cũng rất là muốn nhóm đưa các cái hoạt động âm nhạc lớn của nhóm vào trong này để những cái bạn mà không có điều kiện ra Hà Nội có thể sống trong cái bầu không khí âm nhạc của Da Lab ở trong Sài Gòn. Thì đấy là cái lý do chính. Thế còn tại sao mà phải cần đến 2 năm thì bởi vì là đúng là khi mà làm một cái live show của riêng nhóm thì cần rất là nhiều các cái, thứ nhất là tiền, nhân lực. Cũng cần phải lên các cái kế hoạch cẩn thận. Thì trong 2 năm đó thì nhóm
cũng đã có những cái bước phát triển rất là lớn. Ví dụ như trong năm 2017 thì các thành viên trong nhóm đã nghỉ các công việc chính để tập trung hơn cho âm nhạc và đã ghi dấu được những cái thành tựu trong năm 2017. Và nhóm nhận thấy là cái mức độ phổ biến cũng đã tăng lên, cũng được nhiều bạn yêu thích hơn, và cũng như nhóm cũng đã hiểu nhiều hơn, nắm rõ hơn các cái công việc liên quan đến tổ chức show. Và trong 2 năm đó thì nhóm lên kế hoạch và cũng tạo dựng các cái mối quan hệ vừa đủ để có thể bắt tay vào làm một cái show ở trong Sài Gòn. Thật ra là hỏi cái này nó hơi kỳ, nhưng mà bây giờ là muốn mọi người chia sẻ thẳng thắn luôn, thì mình có ước tính là cái phần chi phí mình bỏ ra như thế nào, mình thu lại ra sao, và với một nhóm nhạc đông thành viên thì bao giờ cái phần chia ra nó cũng phải gấp 4 lần so với một ca sĩ solo. Thế thì những cái đó thì mình sẽ bù đắp hoặc làm như thế nào? Bên em cũng xin được chia sẻ là về cái kinh phí thì thú thực là cũng bây giờ cũng chưa thể tính được chính xác. Nhưng mà về mặt chất lượng và mặt âm thanh thì nhóm hoàn toàn tự tin là sẽ xứng tầm với những cái buổi diễn âm nhạc lớn của Việt Nam. Vì công ty đồng hành là công ty Jetpro thì cũng đã từng tổ chức những cái show diễn rất lớn cho các nghệ sĩ quốc tế rồi. Và thực tế thì nhóm làm show này thì thực sự là tại vì cũng mong cũng không được, không hề mong là có được lợi nhuận từ show diễn này. Thì nhưng mà nhóm có sợ coi... lỗ không? Có chứ ạ. Thực ra thì nhóm cũng nói chuyện với nhau rồi ạ. Thì đó cũng mất rất nhiều thời gian suy nghĩ. Thế nhưng mà cứ coi như đây là một cái MV chẳng hạn như thế, hoặc là một cái hoạt động nào đó thì cũng tiêu tốn tiền mà. Thì bây giờ cái phần đó thì mình cứ làm đi, làm sau đó thì lỗ thì mình anh em có thể bù đắp sau. Và không thì là câu chuyện nãy chị Kim Thanh có chia sẻ đó, tức là ví dụ như mình lãnh khách xe thì mình chia 4 thì nó hơi ít hơn, nhưng mà cái cục lỗ mà chia làm 4 thì nó lại là cũng đỡ hơn rất là nhiều. Thực ra thì kiểu bọn em luôn nói chuyện với nhau là cái động lực tinh thần chính là cái việc mà hoàn thành cái lời hứa từ với các bạn fan từ Sài Gòn, thì nó sẽ là một cái việc để thúc đẩy bọn em làm. Thì thôi có sao, thì bây giờ trước là 3 người chịu, thì bây giờ thêm 4 người chịu là giảm sát thương thì rất là nhiều. Bây giờ em hiểu lý do. Đúng là rồi, thành viên thứ tư. Đúng rồi, bây giờ em hiểu đấy. Khi mà em lên thuyền rồi em mới biết là. Nhưng mà thôi thì bây giờ như vậy thì trước mắt là chúc là cái show nó thành công, rồi sau cái show này là nhóm sẽ có nhiều cái show khác nữa mà gọi là show event á, để người ta mời mình là có chi phí để mình bù lại. Mà chắc là phải update tình hình vé vọt rồi tới đây mới sao rồi mọi người muốn mua không? Bây giờ trước hết là nhóm phải chia sẻ là trong tối hôm đó là mọi người sẽ hát cái gì, chương trình bao nhiêu chương phần cái này cái kia ra sao trước cái đã ha. Vâng. Thì chương trình lần này thì bên em sắp xếp theo một cái nhịp điệu của cảm xúc. Tức là sẽ có những khúc rất là nhiều, rất là mạnh mẽ, nhưng mà sẽ có những khúc rất là sâu lắng. Nhạc của nhóm thì đa phần là những cái cảm xúc từ thật từ các thành viên. Chính vì vậy là khán giả, hy vọng là khán giả sẽ dễ dàng là đồng cảm với nhóm và sẽ có thể feel theo cái kịch bản của chương trình. Ngoài ra thì nhóm sẽ mang đến cho các khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh 4 bài hát mới mà chưa bao giờ được diễn ở đâu và chưa phát hành, chưa công bố. Thì đây là cái lần đầu tiên nhóm mang những tác phẩm mới nhất, thì hy vọng là khán giả sẽ cảm thấy bất ngờ và sẽ thích thú những sản phẩm mới của nhóm. Nhóm cũng đang có trong kho của mình khoảng 4 bài hát mới, thì trong đó nhóm rất là tự tin trong có khoảng 1 đến 2 bài mà có thể sẽ trở thành một cái hit của mùa hè tới đây. Và nhóm đã phải nhịn cái việc tung ra sản phẩm đó để dành cho lại sau rồi 2 tháng 6 thi thoảng kiểu đang chuẩn bị ấn nút post một cái là bạn đừng cản tôi. Nhưng mà như vậy là mình dự định là sau cái show này là mình thực hiện, mình tung luôn ra cái sản phẩm đó luôn. Cũng có một cái lộ trình, thì sau show thì sẽ có một bài hát được ra mắt. Và ngoài ra thì việc ra mắt bài hát của nhóm cũng cần nhiều thời gian, bởi vì chúng ta cần phải xây dựng MV cũng như là một cái kế hoạch ra mắt kết hợp với các bên truyền thông. Thì có lẽ là nhóm sẽ ra mắt một bài hát vào khoảng giữa tháng 6. Và sau đó đến một mùa thu thì sẽ một bài hát nữa. Bây giờ ví dụ như là thính giả đang nghe chương trình có được ưu ái một chút xíu thôi, ví dụ 2 câu thôi cũng được, 3 câu, 4 câu càng tốt chẳng hạn gì. Luôn là mình. Có bài Luôn là mình nhỉ? Bài Luôn là mình mới thì hay là đấy bạn Thơm hát điệp khúc.
Ra này bài này là một bài mà em rất là tâm đắc và mọi người được biểu diễn theo phong cách reggae, là một loại nhạc mà cũng khá là mới ở Việt Nam mà em là cũng theo đuổi khá lâu. Thấy ở phía Nam có bạn Lê Thiện Hiếu hay theo dòng vâng, đó. Vâng rồi ạ, cũng khá là đang mọi người đang rất là thích cái dòng nhạc đấy. Thì bài hát này là bài hát Luôn Là Mình, nó cũng là một cái thông điệp, một cái slogan của nhóm. Thì luôn là chính mình. Thì thôi hát chay vậy. Đà Lạt và luôn là mình. Chúng ta vẫn luôn là mình, dù cuộc đời nhiều rắc rối, có thêm bao nhiêu lần tiền mà mang thêm biết bao muộn phiền. Chúng ta vẫn luôn là mình, thật thà đừng gian dối, có đáng không trong cuộc đời này khi ta xa lìa nhau. Có đáng không trong cuộc đời này khi ta xa lìa nhau. Wow, một bài hát rất là ý nghĩa. Hay là mình nói nhóm làm live show luôn trong phòng thu ngày hôm nay. Để phòng hờ ít bữa mình mua vé không được thì mình thì của em là không bán. Anh có mang vé theo không để bán. Rồi vậy thì vé rồi như thế nào ha? Đến thời điểm này thì nhóm đã bán được khoảng hơn 2.000 vé. Thì nhóm cũng đặt ra cho mình một cái mục tiêu là bán được gấp đôi rồi. Ôi sân Hoa Lư hình như là 3.000 mấy thôi đúng không? À không, sức chứa thực tế thì sẽ được khoảng 6.000. Nhưng mà 6.000 là đứng. Đứng. À, đứng. À. 6.000 là đứng. À, âm nhạc của nhóm cũng không phù hợp với việc hưởng thụ. Không hợp lý với ngồi. Wow. Rồi như vậy là mình chỉ tiêu của mình ít ra là phải 4.000 hả? Hay là như thế nào? Nếu mà may mắn đấy là mong muốn. Mong muốn vậy là vì thực ra thì trong 5 ngày đầu tiên mở bán vé thì nhóm đã tiêu thụ được xấp xỉ hơn 2.000 vé rồi. Thì việc đạt được số lượng mong muốn thì nhóm cũng khá là tự tin. Còn như thế là cũng tốt thôi. Không, 5 ngày mà như đó thì Kim Thanh thấy là rất là tốt. Tại bây giờ tới cái ngày diễn thì còn khoảng thời gian rất là dài. Nhưng mà cái giá vé mình mắc hay không nhỉ? Giá vé vé của show này thì được chia làm hai đợt, một đợt early bird. Thật ra là ba đợt, tức là một đợt early bird là cho những bạn mua sớm có 200 vé bán với giá 180.000 và đến đợt phát hành chính thức là 200.000. Đến khi nếu như các bạn mua tại cửa của sự kiện thì là 250.000. Và nhóm thì không hề muốn là đến hôm diễn ra sự kiện vẫn còn vé bán ở cửa. Không, thật ra cái đó là luôn luôn có đó, show nào cũng vậy hết à. Tại vì cái thói quen Kim Thanh không biết là ở Hà Nội như thế nào, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều người là chờ tới ngày mới mua. Vâng, thật ra thì là nhóm làm các cái live show ở Hà Nội thì thường là sẽ bán vé trước khi sự kiện diễn ra khoảng 1 tháng và vé sẽ thường hết trong 5 ngày. Thì đấy là cái thói quen của các bạn nghe nhạc ở Hà Nội. Còn lần này thì nhóm cũng đang được trải nghiệm một cái thói quen khác. Thị trường rất là mới. Mà không cần quan tâm thị trường mới hay không, nhưng mà thời tiết chứ là một cái thứ mà mọi người cũng cân nhắc, suy nghĩ chứ ha. Nhóm cũng phải xem lịch và dự báo thời tiết dài hạn. Cũng rất là mong thần may mắn sẽ chiều lòng nhóm vào ngày hôm đó. Thì hoặc là bây giờ tới cận ngày mà thấy dự báo thời tiết ngày hôm đó mưa như thế nào đó thì mình làm trước mái che. Vâng, đây cũng là phải một phương án sẽ phải cân nhắc. Không, nhưng mà tại vì thành phố Hồ Chí Minh là cũng chuẩn bị bước vào mùa mưa dạ, rồi. Vâng. Nhưng mà hy vọng là những ngày đầu tháng 6 thì sẽ ổn, không vấn đề gì hết. Mà Kim Thanh cũng sẵn ở đây muốn các bạn là PR luôn. Ví dụ các thính giả đang nghe chương trình mà muốn mua vé thì ngoại trừ là mình đến sân Hoa Lư là chắc chắn có bán vé đúng không? Vâng. Thì còn mua là bán từ bây giờ luôn chưa hay là vé thì được bán từ cách đây 5-6 ngày, cũng gần 1 tuần rồi. Từ đợt phát hành early bird thì hiện vé đang được bán tại chuỗi Snope Cafe ở Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thị Minh Khai, và ở Gò Vấp. Ngoài ra thì còn có thêm 2 điểm bán ở quận Tân Bình, và cũng như là hệ thống các bạn cộng tác viên. Thì những ai quan tâm muốn mua vé thì có thể theo dõi thông tin trên fanpage của Da Lab cũng như từ Tế Show, và liên lạc với các bạn cộng tác viên để được xin vé đến tận nơi. Và xin được nhắn tới các bạn đang theo dõi chương trình, thì Da Lab chúng tôi có lời mời các bạn tới show vào ngày
vào 7 giờ tối ngày mùng 2 tháng 6 tại sân vận động Hoa Lư, quận 1. Chỉ phải một đêm duy nhất. Còn ngày ngày Hoa Lư là mình bán từ ngày nào em? Bây giờ bán rồi đó. Nếu mà Hoa Lư thì là chỉ bán trong ngày có sự kiện. Còn hiện nay thì vé đang được bán ở khán giả có thể tìm fanpage Da Lab hoặc là fanpage Tử Tế Show ở trên Facebook. Cũng vừa mới họp báo xong nên là trên các trang báo điện tử thì cũng sẽ có thông tin ạ. Thì khán giả có thể search là mua vé Da Lab in Sài Gòn. Thì ngoài bán tại các điểm thì sẽ có các bạn cộng tác viên nữa để đến giao tận nơi. Nói chung là cũng thuận lợi, không đến nỗi rất là nhiều cách để tiếp cận đến vé. Và quan trọng là Kim Thanh thấy là nhóm mình biết là các bạn trẻ, những người mà thích âm nhạc của các bạn là những người có cái túi tiền không có phải là dồi dào lắm, cho nên cái mức giá mà khoảng 180, 200, 250 là một cái mức giá cũng tương đối hợp lý. Với các bạn sinh viên thì nó hơi cao xíu, nhưng mà thôi chắc lâu lâu có một lần cũng không làm sao. Chương trình mình dài mấy tiếng nhỉ? Chương trình sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi. Hai tiếng rưỡi, vậy là phải 20 bài lỡ đó đúng không? Vâng đúng rồi, tầm đó đó. Wow, nói chung như vậy cảm giác là có lời rất là nhiều đó. Còn bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ kết nối đến các thính giả để có thể là trò chuyện cùng với nhóm Da Lab ha. Xin được chào thính giả đầu dây bên kia. Alo. Alo, giờ em xin chào tất cả các thính giả đang nghe 6FM99MHz. Chào chị Kim Thanh và các thành viên của nhóm Da Lab ạ. Chào bạn. Bạn tên gì bạn ha? Dạ em tên Ngọc Minh ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Ngọc Minh đúng không bạn? Dạ đúng rồi chị. Rồi chào bây mình. Giờ Ngọc Minh trò chuyện cùng với nhóm đi ha. Dạ xin chào các thành viên của Da Lab. Thì đến với chương trình Kết Đến Chơi Nhà hôm nay thì em có hai câu hỏi để đặt cho các anh là câu hỏi đầu tiên là tên nhóm Da Lab là do các anh nó có ý nghĩa như thế nào, và anh có thể giải thích thêm cho tất cả các khán giả cùng biết được không ạ? Em có muốn hỏi luôn câu thứ hai không? Dạ câu thứ hai là kỷ niệm vui và kỷ niệm buồn trong một lần trong cái quá trình anh thành lập của nhóm Da Lab cho đến ngày hôm nay. Ví dụ ghi lộn bao nhiêu lần? Đúng rồi đó, cái đó mới hay. Mình có là Phương, mình là Phương hay có biệt danh là Cào Cào. Mình xin phép trả lời câu hỏi của bạn. Thì cái tên nhóm Da Lab nó là một cái cách viết tắt của chữ The Laboratory, tức là phòng thí nghiệm trong tiếng Anh. Thì chia sẻ với bạn là nhóm các thành viên không trải qua các cái trường lớp đào tạo về âm nhạc, nên mọi thứ đều là mầy mò và tìm tòi, thực hiện những cái thứ mình thích, thử nghiệm. Thì có thể nói là bọn mình thử các phong cách âm nhạc, thử các cái cách thể hiện, thử các cách cảm nhận bài hát, và sau đó pha trộn lại ra được thành cái sản phẩm mà các bạn nghe. Thì từ cái cách bọn mình làm, nó thể hiện là tại sao lại cái tên nhóm là phòng thí nghiệm. Và kể từ khi thành lập cho đến nay thì nhóm vẫn cố gắng là thực hiện cái tôn chỉ từ ngày đầu là sáng tác và hát những cái lời hát thể hiện tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của chính mình, cũng như là luôn luôn tìm tòi những cái điều mới mẻ, thực hiện những điều mình thích, để đưa ra được các cái sản phẩm thú vị hay ho đến với trước tiên là có thể nói lên được tiếng lòng của mình và mang đến các cái sản phẩm hay đến cho các bạn khán giả. Câu thứ hai thì anh trả lời Minh nhá. Alo Minh ơi. Dạ em đang nghe ạ. Câu hai để anh Thơm trả lời. Lúc nãy Minh có hỏi là về kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn đúng không? Thì kỷ niệm buồn của hầu như các ban nhạc đấy là các lần tan rã của nhóm. Thì nhóm anh cũng xin chia sẻ với Minh là ở Việt Nam này rất là ít cái ban nhạc có số lần tan rã nhiều như là Da Lab. Thì mỗi lần tan rã đều là một kỷ niệm buồn, và đến khi mọi người tái hợp và làm lành lại với nhau thì đều trở thành một kỷ niệm vui ấy. Nên là vì tan rã nhiều quá nên kỷ niệm nên cũng bớt buồn đi. Là số lần tan rã nhiều nhất cũng có nghĩa là số lần tái hợp nhiều nhất, tại vì lần là xong rồi. Là kiểu nhóm là 3 người và bây giờ là 4 người. Là rất may là Long chưa được trải nghiệm cái cảm giác tan rã. Trời, chưa gì hù dọa anh ta rồi. Long là trải nghiệm tan rã với nhiều ban nhạc khác nhau trước rồi. Thì 3 người là 3 cá tính khác nhau, ba cái môi trường sống khác nhau, và
để mà làm thành một bài nhạc thì sẽ, hoặc là để mà thành một bản nhạc thì sẽ có rất nhiều tranh cãi và những quan điểm khác nhau. Thì đã có những lúc là bọn em có những tranh cãi để dẫn đến là thôi ai đi đường nấy, tốt nhất là không nên làm việc với nhau nữa. Nhưng mà sau dần thì, sau những lần tan rã thì bọn em xác định là vốn dĩ là như người một nhà, một gia đình, thì bọn em hiểu và thông cảm cho nhau tất cả về cuộc sống của nhau, thì dần dần những mối cãi vã nó sẽ được gắn kết lại. Và tức là đấy, tức là mình tan rã rồi xong rồi vẫn những thành viên đó tái hợp lại, rồi xong là những thành viên đó tan rã tiếp. Thật ra là trước ấy là nhóm là có số lượng thành viên là 3, thì rất là hay nảy sinh các cái cuộc cãi vã tay đôi. Thì là thường là sẽ là hai người trong cái cuộc cãi vã đấy dẫn đến cái việc không muốn nhìn mặt nhau nữa, giải tán nhóm. Thì sẽ còn lại một người ở cái vai trò trọng tài, giàn hòa, có nhiệm vụ, không phải có nhiệm vụ mà người đó sẽ tìm cách xoa dịu cái cuộc xung đột và gắn kết nhóm trở lại. Hoặc là có những cái giai đoạn khó khăn mà các thành viên mới đi làm và phải lo cho cái sự nghiệp của mình, không có thời gian để theo đuổi âm nhạc nữa, và nhóm đi đến cái quyết định là thôi ok, chúng ta tạm dừng, chúng ta làm một cái sản phẩm để ghi dấu lại quãng thời gian chúng ta bên nhau, và chúng ta tập trung cho công việc, có thể nói là cái công việc ban ngày nuôi sống chúng ta. Nhưng sau một thời gian có thể nói là tạm tan rã đó, thì các thành viên thấy là cũng không thể bỏ được âm nhạc và cũng vẫn nhớ đến nhau, và lại quay trở lại và làm các cái bài hát tiếp tục, và nhóm hoạt động đến ngày hôm nay đã được trên 10 năm. Với các kỷ niệm vui thì không thể không kể đến các show diễn của nhóm. Các show diễn, đặc biệt là các live show 10 năm vừa rồi, thì đều là những kỷ niệm vui và những trải nghiệm tuyệt vời của nhóm. Alo Minh ơi, thế trả lời thế được chưa? Dạ em cảm ơn cô hỏi. Minh ơi, cô ăn nhiều ạ. Minh ơi, Minh cho Kim Thanh hỏi Minh là trong các thành viên của Dallas bạn thích thành viên nào? Dạ em thích anh Việt Phương ạ. Ai rồi anh đây. vì sao mình có một cái sự ưu ái đặc biệt với bạn Phương ha? Chắc vì đẹp trai. Dạ, em cũng không biết, là cái có lẽ là do tự nhiên thôi chị. Thế mình đã mua vé đến chương trình bọn anh chưa? Dạ em thì mới biết và em sẽ mua vé trong những ngày sắp tới. Em cũng mới biết cái anh chuẩn bị tổ chức show trong những ngày gần đây thôi. Hôm đấy thì nếu mà mình không có thời gian gì thì đến ủng hộ bọn anh nhé. Rồi cảm ơn mình. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi. Hẹn gặp lại em. Xin được cảm ơn bạn Minh. Tức là đáng lẽ hồi nãy là nghe nói là cái lúc mà chia tay á là kỷ niệm buồn, cái mình nghĩ là kỷ niệm vui là cái lúc là tái hợp. Là mình chia tay rồi mình tái hợp là vui buồn là lúc đó là thì nhiều nhất. Lúc đấy cũng vui ạ. Thật ra thì lúc mà tái hợp thì cái tâm trạng là cái cơn ác mộng này nó lại tái diễn, nó không... Không, tức là vậy nè, mình câu chuyện có thể diễn dịch như sau. Tức là hồi xưa là có ba bạn mà chia làm hai phe. Cái bạn còn lại làm trọng tài đi hòa giải hai phe. Còn bây nhưng giờ... tới cuối cùng là ba bạn thành ba phe. Cho nên mới kéo thêm ông MC Lee vô, ông làm trọng tài để ông giá lại. Không, là bây giờ không chia ra hai hai. Bất phân thắng bại. Đúng rồi, đây cũng là một cái nhỏ cái vấn đề mà nhóm đang phải tìm cách giải quyết. Tại vì hai người mà tách ra thì cũng lập nhóm riêng được. Trời ơi, chưa gì mà tính. Không, giờ vậy mình chỉ mặc đặt tên đi, bây giờ bạn nào là nóng tính nhất trong nhóm? Có lẽ là em ạ, Phương ạ, Cao. Thật ra đúng, qua nhiều năm thì điểm lại thì em thấy là em nóng tính nhất và cũng là người đập nhóm đi nhiều lần nhất. Mình gọi đó là cực đoan chứ. Cũng có thể là như vì vậy. Anh Phương là làm mảng xây dựng. Đập đi xây dựng. Cũng có thể đến chuyên môn. Ăn to nói lớn, quát tháo trên công trường nhiều, mang nó vào phòng thu. Thật ra anh Tài rất là thích cái đoạn mà các bạn nói là các bạn bây giờ đã quyết tâm bỏ cái sự nghiệp riêng. Tạm gác lại. Ồ, vẫn là tạm. Thì cái quyết định đó nó là kết quả của một quá trình dài suy nghĩ đúng không? Vâng, cũng là một cái quyết định rất là khó khăn. Vâng. Ví dụ như tất nhiên là mỗi người một câu chuyện, nhưng mà với bản thân em thì khi đó em có 7 năm đi làm và cũng đã có những cái thành tựu nhất định. Và khi đó thì nhiều thứ cùng đến một lúc. Thứ nhất là mình trải qua một cái thời gian dài làm một cái công việc
Thứ hai là khi đó gia đình thì cũng có những cái biến chuyển, có con, và chứng kiến đứa con lớn lên từng ngày có những cái thay đổi rất là nhanh. Và nữa là cái sự phát triển của nhóm cũng đang đi lên rất là nhanh, và nó đến một cái mức độ mà cần các thành viên phải tập trung cho nó, tập trung cho nhóm nhạc nhiều hơn, nếu không thì nó sẽ chững lại và nó sẽ lụi tàn. Thì khi đó thì các thành viên trong nhóm đã phải ngồi họp lại và cũng phải tốn rất là nhiều thời gian để cầm lên đặt xuống, và lúc đó là ba thành viên đã quyết định tạm gác cái công việc hiện mình đang làm để tập trung cho âm nhạc vào nửa đầu năm 2017. Kim Thanh nghĩ đó là một cái sự lựa chọn cũng rất là khó khăn. Vâng. Và nhưng mà trước mắt thì mình cứ mình không thử thì mình không biết là mình đặt xuống thì nó sẽ như thế nào. Nếu mà nó ổn thì mình đi tiếp, còn không ổn thì mình cầm nó lên lại thôi. Nó cũng nói là vấn đề gì. Cơm áo không đùa khách văn thơ. Thì rõ ràng là em đang suy đoán là mấy bạn nghĩ đặt xuống được, tức là dụ như 2 năm mình sẽ gác công việc chuyên môn lại, mình đi làm công việc văn nghệ, văn giải trí. Nhưng mà chắc là phần thứ trước đó là đã kiếm đủ điều kiện để mình có thể vẫn ổn trong khoảng thời gian đó, đúng không nhỉ? Thật ra thì cũng không hẳn là như vậy. Không hẳn. Vâng. Lúc khi mà nhóm các thành viên trong nhóm tạm dừng công việc chính lại thì để tập trung vào âm nhạc thì cũng giống như là reset lại, bắt đầu lại từ đầu. Cái cách chúng ta làm việc với âm nhạc, cái cách chúng ta phân phối sản phẩm, cách chúng ta làm show các thứ nó sẽ phải tính toán theo kiểu khác. Bây giờ chúng ta sẽ không còn một cái sự backup từ cái công việc chính của chúng ta nữa. Nếu mà điểm lại các cái hoạt động của Da Lab từ trước cũng như là các cái sự kiện âm nhạc của nhóm tổ chức, ví dụ như những cái MV đầu tiên, những cái bài hát đầu tiên nhóm cho ra mắt thì là nó đến từ tiền, từ cái công việc ban ngày của các thành viên, cũng như là cái chuỗi live show từ tới show mà năm 2017 là tổ chức đến lần thứ 7 và nó có cái quy mô rất là lớn và rất là thành công. Thì những cái lần đầu tiên cũng được tổ chức bằng tiền mà anh em đi làm và trích ra một phần đó để góp ra để tổ chức những cái show lần đầu tiên khi mà nó chưa có tiếng tăm gì và nó chỉ là một cái cuộc chơi nội bộ. Thì nếu như khi bây giờ các thành viên mà bỏ cái công việc ban ngày của mình để tập trung cho âm nhạc thì chúng ta sẽ không còn cái backup, cái phương án dự phòng nào nữa. Và chúng ta sẽ phải làm khác đi, chúng ta sẽ phải nghiêm túc hơn với nó. Và tất nhiên là cũng là khi ra một sản phẩm, khi ra một là cái live show thì chúng ta không thể chắc chắn là nó sẽ thành công, nó sẽ kiếm tiền, nhưng mà chúng ta phải xác định là nó không còn là một cuộc chơi nữa. Vâng, nhưng mà ở đây thì các thành viên nào đã lập gia đình rồi? Cả 4 thành viên ạ. Ồ, 4 người lập gia đình rồi hả? Đều rất sớm, đều khá là wow. Sớm. Đâu cũng tầm 26 tuổi là cũng không sớm lắm, và thấy bây giờ thấy là đó là cái thời điểm chín muồi. Không, nhưng mà tại vì những người mà làm âm nhạc đó thì thường là thấy không có lập gia đình sớm đến như vậy. Trước khi là những cái người làm âm nhạc thì nhóm cũng là một chàng kỹ sư, một nhân viên marketing, một nhà báo hay là một kỹ thuật viên phòng thu, hết rất là bình thường, cũng có những cái vấn đề bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà thật ra là không biết ở Hà Nội như thế nào, mà thành phố Hồ Chí Minh mà với những bạn nam á mà chưa đến 30 tuổi mà lập gia đình thì cũng thuộc dạng sớm rồi. Mà các bạn đã lại còn làm trong âm nhạc, ta nói là nghệ sĩ tính là trong người mình cũng có nhiều, mà lập gia đình như vậy thì cũng là bất ngờ. Như vậy là gọi là fan nữ là cũng chắc cũng bớt hả? Cũng fan lớn tuổi. Nhưng mà nói đùa thôi. Và bây giờ thì trước khi đến với thính giả tiếp theo thì chúng tôi xin được dành một chút ít thời gian cho một số chương trình diễn ra vào cuối tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Dạ em nghe ạ. Rồi, bạn ơi giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em tên Tiến Vinh, hiện đang ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, chào Vinh. Chào Vinh. Chào Vinh. Dạ em mến chào chị Kim Thanh và các thành viên của nhóm Da Lab còn cùng toàn thể thính giả đang nghe chương trình ạ. Chúc mọi người buổi cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình ạ. Rồi. Cảm ơn bạn nha. Và Vinh muốn hỏi gì nhóm Da Lab nè? Dạ thì sớm như em cũng có chuẩn bị sẵn mấy câu hỏi chính, nhưng mà nãy mấy anh cũng đã nói ra rồi á, giờ em hỏi riêng anh Thơm cái anh. Dạ, chắc là hot boy của nhóm. anh
Anh là thành viên có hai cái nickname của nhóm, em phải hỏi anh trước chứ. Rồi. Ừ, anh nguyên nhân sao anh mà anh lại có cái nickname Quách Quân Thơm anh? Em đã thắc mắc điều đó. Rất là nhiều người thắc mắc rồi, câu chuyện nó quá dài để mà kể. Ngày xưa thì anh có nghệ danh là JG Kid. Đúng rồi. Đấy, như thi thoảng thì mọi người đi show thì mọi người hay không biết đọc cái đấy nào. Và sau đây là JG Kid. JG Kid. Đêm mình bắt tay lên trán mình nghĩ thôi chết rồi, cái tên này thế này thì mọi người không nhớ rồi. Mà anh em hay gọi mình là Thơm thế thôi, bắt đầu mọi người thay như thế như thế. Đầu mình lại đầu kiểu quả dứa nữa, bây giờ quá phù hợp rồi. Thực ra thì còn một câu chuyện đằng sau đấy, nhưng mà chắc là anh xin phép được giữ bí mật. Em có thể inbox. Tức là câu chuyện này nó làm sao tao mất hình tượng hả? Dạ không. Tại vì nó quá phức tạp, nhảm nhí. Chứ ví dụ như Vinh, Vinh nghĩ như thế nào cái tên đó là xuất phát từ đâu, bạn đoán thử đi. Em nói chung là thì em nhìn về ngoài ảnh á thì em nghĩ là tính cách ảnh cũng mạnh mẽ lắm, nhưng mà em theo dõi ảnh một thời gian chứ em thấy như anh này cũng ảnh cũng hơi rụt rè. Tại vì lúc mà em xem cái chương trình trên Buổi Trưa Vui Vẻ á, anh đa cảm chị MC á, hai chân anh cứ đông đưa ngại cứ gần phụ nữ là anh bị thế đấy. Khổ lắm. Giống như anh quay cái MV từng ngày em đến á, anh sợ lúc mà anh quay chung với diễn viên cho Bùi á, anh nói anh sợ vợ anh ghen á. Cái này thì chắc chắn rồi em ạ. Cái thằng ai cũng vậy mà. Về bị cắt cơm tháng em khổ. Thôi, tại vì Châu Bùi sexy quá chừng rồi còn gì nữa. Thì đấy, khổ. Em đã bảo là anh em mà quay MV là kiểu thôi cứ cho em đóng với cả diễn viên nam thì cũng được. Còn không mấy là nhiều bạn diễn viên hài có thể là đóng vai nữ được, nhìn rất nữ tính, mình có thể nghiên cứu cái phương án đó. Dạ, an toàn hơn bao nhiêu, an toàn hơn nhiều đó. Rồi Vinh còn câu hỏi gì không em? Dạ anh sau nếu tính em nên là khoảng 11 năm rồi á, mới anh mới làm tổ chức một cái live show ở thành phố, nhưng mà cái đó là em nghĩ có khó khăn nào ở sau lưng cái này không anh? Khó nhiều chứ em, khó nhiều mà, nhưng mà em có nhiều anh trả lời không? Dạ thì anh trả lời em tò mò mà. Thì thôi cái khó khăn thì chắc để anh Cao trả lời. À thôi anh Thỏ kể khó kể khổ giỏi nhất. Khó cho em thì rõ ràng đầu tiên nó là tiền đâu rồi mà. Thì để mà tổ chức được một show âm nhạc thì phải mang đến cho các bạn cái chất lượng tốt nhất. Thì sẽ phải có những chuẩn bị về vật tư, về nguồn lực con người cũng rất là tốn kém, mà khi mình làm thì mình cũng rất lo lắng là có đạt được chất lượng mình mong muốn hay không, và số lượng khán giả có đáp ứng đủ hay không. Thì những cái đó thì luôn là cái lo lắng, và khi mà kể cả khi khán giả đã đủ, đã mua được vé rồi thì mình cũng rất lo lắng trong chuyện là tập duyệt và trình diễn ra sao cho tốt nhất. Thì những cái đó thì nhóm không có tài trợ, không có người hỗ trợ trực tiếp mà toàn các thành viên là đứng ra làm. Chính vì vậy là ngoài những công việc khác cho gia đình, cho công việc đi diễn bình thường cũng phải tính toán rất là nhiều, thì nó cũng rất là mệt, nó cũng là một cái sức cản rất là lớn. Nói chung khó lắm em ạ. Nghe thương quá anh ghê. Thương. Mua vé đi em. Vinh ơi. Ê, Vinh ơi, mua vé chưa? Em có bạn nhà em, bạn nhà em gần sắp lên xong đoạn hoa lứ anh, em đâu trời đâu mà. Thế mất một vé rồi, trời ơi. Thôi em mua vé ủng hộ đi. Trời ơi, vé cao nhất có 250.000. Nếu mà mua tại cổng mà bạn lại lấy vé ủng hộ như vậy thì tội Đà Lạt quá đi. Thật. Em nghe ngày hôm qua hợp mà mấy anh hợp báo em nghe rồi mà. Nhưng mà bạn có thuộc cái bài nào của nhóm hay không Vinh hả? Dạ nói chung là bài của mấy anh hát chỉ có giọng chất rất là riêng, thuộc mình vẫn thuộc nhưng mà hát theo thì bị lạc giọng mình chị ạ. Nhất là giọng của anh Thơ mình giọng rất là riêng biệt, chẳng lẫn vào được. Nhưng mà ví dụ như đối với Vinh là bây giờ Vinh thích bài gì, mà Vinh có bao giờ hát thử một đoạn nào đó để cho các thành viên Đà Lạt giống như bây giờ mình tặng quà lại cho các anh làm động lực cho các anh? Tại vì các bạn fan đi Tử Tế Show hay đi fan đi show của Đà Lạt ấy thì có một đặc xưng riêng là các bạn học thuộc tất cả các bài ở nhà để các bạn đến cùng hát với nhau. Cái không khí ở show mà khi mà khán giả với cả ca sĩ cùng hát với nhau nó rất là đặc biệt, rất là khó để tìm được những cái cách thưởng thức âm nhạc khác, cho nên
nên đó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị của nhóm khi mà trình diễn cho các bạn. Thế nên là bọn anh hát tặng mọi người nhiều rồi thì Vinh có muốn hát tặng bọn anh một vài câu nào mà em gọi là thích nhất không? Em hát cái nước dài ta chuyển kênh luôn anh. Sao? Ai chuyển kênh? Anh không cho ai chuyển kênh khi em hát cả. Ủa, anh sao chuyển được? Em thích nhất là cái bài chậm lại một chút của anh, nhưng mà cái bài nó em nói chung là nó khó anh. Bài đấy thật sự là khó. Bài đấy khó đấy. Em thích nhất bài đó à? Lại bài Hà Nội giờ đang tập á. Wow, em fan cứng ấy. Anh bài Hà Nội giờ đang tập cũng là bài mà anh thích nhất, nên là anh rất là cảm động khi mà em thích bài đó. Nhưng mà mấy bài đó hơi khó hát. Mấy bài là khó nghe luôn, khó hát. Chỉ có cái bài anh mới nhất là Từng Ngày Em Đến là dễ chịu. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy anh dòng phong đặc biệt quá. Vậy bây giờ em có ý định hát hay không nè? Dạ, giờ nếu mà anh hát em hù theo thôi chứ em hát không được vậy. Vậy mấy anh có hát để cho Vinh hù theo không nè? Thế thì anh hát bài cổ của bài Hà Nội Giờ Tan Tầm nhá. Dạ, dạ. Rồi, em hát em có thuộc bài đoạn điệp khúc không? Thôi em nhẩm thôi anh ạ, em hát xong công rồi chết luôn ạ, bể chỉ chết. Ok, tặng Vinh một bài và cảm ơn em đã ủng hộ cho nhóm nhé. Dạ vâng ạ. Ai dám cầm ta trong guồng quay rối như tờ vò, đời sống như bầy trò, chen nhau chan chê trên đường về tại chen nhau con đường đời, chen nhau từng mét từng ô giờ tan tầm, còn bao xa đường ta qua, bao xa đường về nhà, về nhà. Rồi, cảm ơn Vinh rất nhiều và chúc em sức khỏe. Mình có thể làm cái show ở đây mình đổi lại là Thành Phố Hồ Chí Minh tăng tầm luôn cũng được. Ở đây nó cũng giống như vậy. Còn cái con nhảy thế nào? Em chúc mấy anh có buổi live show ở thành phố được làm nhiều thành công tốt đều nha mấy anh. Cảm ơn Vinh, cảm ơn em hôm nay là sao tới nha. Nhưng mà Vinh ơi, thôi mua ủng hộ đi, đừng lấy vé tặng. Có người quen Sen Hoa Lư bảo giảm giá cho bọn anh cái. Thế rồi em không muốn mua vé. Rồi, cảm ơn Vinh. Cảm ơn Vinh rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp chuyện với thính giả tiếp theo. Alo. Dạ alo ạ. Chào bạn, bạn tên gì ha? Dạ em tên là Thùy Dương ạ. Rồi, Dương ở đâu ha? Dương. Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, bạn mua vé xem show đã lắm chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, vậy là bạn mua bao nhiêu vé? Dạ, em mua 2 vé ạ. Đi với bạn. Ủa, cái này là mua rồi thật hay là trả lời trên sóng ngày hôm nay mới nói là mình mua rồi? Thay dạ không ạ, không, em mua rồi, em mua thông qua cái trang Facebook của Dallas đăng lên và em đã có nhờ mọi người ship tới cho 2 vé. Rồi sao fan trưởng thành luôn. Rồi, vậy là bây giờ mình muốn hỏi Đà Lạt gì nè. Thì vừa rồi thì bạn Vinh cũng có nói là sắp tới là các anh cũng có những cái khó khăn khi mà tổ chức một đêm live show nhạc hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì em muốn hỏi thì bên cạnh những cái khó khăn đó thì ngoài những cái lời trách yêu làm động lực cho các anh thì còn cái gì làm động lực để các anh tổ chức live show ở Sài Gòn không ạ? Có lẽ đấy là những cái 90% về động lực của nhóm rồi. Tại vì thực ra khi mà nhóm anh đã xác định là sẽ tập trung vào âm nhạc nhiều hơn thì trong đấy là có một cái hạng mục đó là mang được âm nhạc của mình đến nhiều khán giả nhất có thể, nhiều khán giả hơn nữa. Tại vì trước đây bên anh là một nhóm hát tự phát cho vui ấy. Thì sáng tác xong là mình ấn nút up lên luôn. Và sau đấy thì mình cũng không quan tâm là cái này sẽ được ai chia sẻ hay là bên nào copy lại hay là như thế nào đó. Nhiều khi là một số trang âm nhạc người ta cũng đăng lại bài của nhóm nhưng mà có thể là thông tin chưa đầy đủ chính xác chẳng như vậy. Thì bây giờ khi mà đã xác định là tập trung hơn cho âm nhạc thì cái chuyện sáng tác vẫn là từ cái cảm xúc thật của mình. Nhưng mà khi ra cái sản phẩm thì phải làm sao để nhiều người biết đến nhóm hơn nữa, nhiều người đến nghe hơn nữa. Và trước đây nhóm đi làm hàng ngày ấy, thì khi mà có những lời mời từ các tỉnh khác thì thường là nhóm từ chối luôn. Tại vì là không thể nào mà nghỉ làm mà đi được. Thì bây giờ đã sẽ phải tận dụng chắt chiu hết tất cả những cái cơ hội để mang nhạc của mình đến diễn được càng nhiều nơi càng tốt. Thế trong đó thì nhóm cũng ấp ủ cái chuyện làm một cái chương trình ở trong Nam từ rất lâu rồi. Tại vì là trong này nhóm cảm thấy là cũng khá nhiều bạn yêu thích nhóm. Và mỗi lần vào đây thì gặp các bạn thì các bạn thực sự là đối xử với nhóm rất là tốt và thực sự rất là ái náy. Thật sự là như vậy, tại vì mình cũng không quen, chưa quen được việc đó. Và mình cảm thấy là phải làm một cái gì đó thì gọi là để đáp lại cái tấm lòng của các bạn.
Mình cũng xin xin phép chia sẻ thêm ấy là bây giờ bọn mình cũng cảm nhận được cái thị trường âm nhạc nó thay đổi rất là nhanh. Ca sĩ ngày hôm nay mà có cái vị trí chỗ đứng có thể sang ngày mai là cái xu hướng nó thay đổi. Các bạn đó có thể bị thị trường lãng quên rất là nhanh. Thì Đà Lạt hiện nay cũng đã tập trung nhiều hơn cho âm nhạc, nhưng mà bọn mình cũng không thể biết được là nhóm có thể hoạt động trong vòng bao nhiêu năm nữa. Cái âm nhạc của nhóm có thể nuôi sống các thành viên trong nhóm trong thời gian bao lâu. Thì nhóm thấy hiện nay với cái mức độ phát triển hiện nay của nhóm và cái khả năng đang có trong tay, cái vị trí mà nhóm đang có vào thời điểm này là cái thời điểm thích hợp để nhóm tổ chức một cái live show ở trong Sài Gòn. Có thể sang năm âm nhạc của nhóm không được nhiều người yêu thích nữa, và lúc đó thì sẽ không còn cái cơ hội để làm điều này nữa. Em nghĩ là chị nói thì mấy anh mình có lo, tại vì sẽ có fan lo, tại vì một khi họ đã không yêu thích các anh thì thôi, chứ một khi đã yêu thích thì tình cảm nó vẫn cứ như vậy. Rất mong như vậy em ạ. Đã yêu là yêu đến chết luôn. Cảm ơn Dương. Dương còn câu hỏi gì nữa không? Dạ thì sau cái live show sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhóm có định có những cái kế hoạch gì trong thời gian sắp tới không ạ? Hay là cho ra mắt một sản phẩm mới hay là một cái dự định gì đó không ạ? Hiện nay thì nhóm cũng đang có một số cái dự định mà có thể chia sẻ với mọi người, đó là nhóm đang có khoảng 3-4 cái demo và có thể là sẽ sản xuất được nhiều hơn nữa các cái bài hát sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới, và có 2 bài hát mà nhóm nghĩ là sẽ được rất là nhiều người yêu thích và sẽ lần lượt được ra mắt sau khi có live show. Và ngoài ra thì sau khi tổ chức live show của riêng Da Lab ở Sài Gòn thì tùy vào cái cảm nhận của nhóm, nhóm sẽ cân nhắc các cái hoạt động tiếp theo, ví dụ như tổ chức cái nhạc hội lớn hơn từ từ show ở Sài Gòn. Đấy là cái điều mà nhóm rất là ấp ủ nhưng mà cũng chưa có điều kiện thực hiện. Thì có thể sẽ được cân nhắc tới đây bạn ạ. Dương ơi. Dạ em nghe ạ. Ví dụ như bạn hồi nãy hỏi thích ai thì thích thơm đúng không? Thơm vì lạ. Còn với bạn thì như thế nào? Dạ không, em không thích bất kỳ một thành viên nào ở trong đó. Tại không phải là em không dành tình cảm đặc biệt cho một cá nhân ai cả, tại vì trái tim em là dành cho Da Lab là nguyên một nhóm, chứ em không dành cho cá nhân nào cả, vì như vậy thì sẽ có một sự thiên vị không hề nhẹ dành cho các thành viên còn lại. Cho nên là em trước giờ em không có một cái tình cảm nào riêng biệt hay là ấn tượng hay là đặc biệt với lại bất kỳ một thành viên nào trong nhóm. Em thích nhóm tại vì đến từ những cái đơn giản, cái mộc mạc, những cái sáng tác của nhóm đưa ra, những cái bài hát của nhóm em yêu thích từ những cái điều đó. Cảm ơn Dương. Cảm động quá. Nghe rất là cảm động. Rất là hiếm có được fan mà cái kiểu mà không thiên vị một thành viên nào đó đó. Chắc cũng lo cho các gia đình. hay là Dương biết là do là các thành viên có gia đình hết rồi. Không ạ, tại vì dù cho mấy anh có hay là không thì nó tình cảm nó cũng vậy. Chứ bây giờ nếu như mà em nói em có tình cảm với anh này anh kia thì gia đình cũng đâu có làm gì đâu. Dễ thương. Tuyệt vời. Cảm ơn Dương. Nhưng mà với nhóm Da Lab là bạn thích nhất là cái gì? Là về giai điệu của các ca khúc hay là về phần phong cách hay là cách trình diễn hay là cái gì đó? Em thích cái giai điệu, những cái giai điệu mà các anh thả vào trong cái sáng tác của chính mình. Bạn thích bài gì nhất? Em thích được Một Nhà. Ôi, Một Nhà hả? Bây giờ bạn hát tặng cho nhóm bài đó đi. Đúng rồi. Ôi, nó hơi ghê. Dương đã thành lập, đã lập gia đình chưa? Chưa, em chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi ạ. Thì nói chung á là Da Lab cũng phải nghiên cứu kỹ thêm một chút xíu. Nếu mà bây giờ mình đi chuyên sâu vô âm nhạc rồi đó thì mình có thể là sáng tác làm sao vẫn giữ được cái tinh thần của mình mà để cho các bạn là có thể hát được lại, đúng không Dương ha? Dạ đúng rồi. Tại vì nãy giờ là mọi người hát được nhiều mà, hát được nhiều bài của bọn em mà. Đi sâu thì ai cũng hát. Thế ai cũng hát theo. Chắc là bây giờ các bạn còn đang hơi ngượng vào sâu có không khí các bạn nghe thôi. Ở trên các anh hát theo thì dưới này bè mà kiểu cái dạng bè mà khoảng
hỗn loạn á chị. Nhưng mà còn là nhạc theo đường nhạc, người bè theo đường bè vậy. Nhưng mà ở đó thì ở sân vận động hay là tại sân khấu thì mình không có ngại, còn ở đây thì phải ngại hơn, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, hơi ngại dạ. Rồi chị là chắc là hết câu hỏi rồi hả Dương ha? Dạ đúng rồi, dạ. Ok, cảm ơn Dương, em gặp lại Dương mùa 2 tháng 6 tới nhé. Dạ rồi, em cũng xin được cảm ơn ạ. Em chúc các anh sẽ có nhiều thành công hơn trong yeah, năm. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn ạ. Em xin chào. Vâng, xin được chào Dương và đó là thính giả sau cùng của ngày hôm nay. Và bây giờ là trước khi nói lời chào tạm biệt với nhóm thì Kim Thanh cũng có một cái thắc mắc là từ đầu đến giờ và bây giờ mới hỏi là tại vì các bạn nói là tạm thời là các bạn đã quyết định dừng cái công việc chính để có thể là tiếp thêm sức mạnh cho âm nhạc, thì từ xưa giờ ở các nhóm nhạc mà Kim Thanh nghĩ là chắc ở miền Bắc nó cũng giống như miền Nam thôi, hình như là các bạn đó đi làm những cái công việc khác để nuôi sống cái niềm đam mê của mình là chủ yếu, chứ còn mà về show chậu hay là tất cả mọi thứ để sống nhờ âm nhạc mà của các nhóm nhạc thì khá là khó khăn. Như vậy thì bây giờ các bạn đã có một cái quyết định rất là quan trọng là tạm thời không làm những cái công việc kia để tập trung vào âm nhạc. Thế thì các bạn sẽ phải tính toán lại cái phần chiến lược như thế nào, ví dụ như là thu nhập hàng ngày, cuộc sống gia đình. Bây giờ mỗi người đều có một cái trách nhiệm riêng cho gia đình của mình, chứ đâu phải là mình giống như độc thân, mình có nhiêu mình sống nhiêu được, đúng không? Rồi phải có cái khoản để đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của mình, rồi các show, rồi cái này cái kia, chiến lược mình tính toán những cái đường đó như thế nào. Và điều một cái điều rất là đặc biệt nè, Kim Thanh thấy hầu như là các nhóm nhạc mà underground đó, khi mà dạng mà làm mà chơi cho vui á, cái tinh thần nó khác. Thì đôi khi cái đó sẽ là cái điều mà người khác thích ở mình, nhưng mà mình khi mình chuyên nghiệp quá, chuyên nghiệp hóa lên mọi thứ thì chưa chắc là người ta lại thích cái sự chuyên nghiệp của mình bằng cái mà hồi trước của mình vừa chơi vừa làm đó. Thì có chính hai ý đó. Thì đúng là đó là những cái điều mà bên em cũng đã suy nghĩ từ rất lâu. Về cái điều thứ nhất là cái chuyện mà để ổn định cho cuộc sống. Thì thực ra là mọi người cũng đã suy nghĩ kỹ, và bây giờ nó cũng liên quan đến vấn đề thứ hai. Tức là khi mà đã từ bỏ những cái công việc mà mang lại nguồn thu nhập chính mà để chuyển sang âm nhạc, thì sẽ phải tiếp tục ra sao để đảm bảo cuộc sống của mình và gia đình. Ngoài ra là mình có quá phụ thuộc vào chuyện kiếm tiền từ âm nhạc thì nó có tốt hay không. Thì các anh em trong nhóm cũng vẫn bảo nhau là thứ nhất là vẫn phải kiếm một cái nguồn thu nhập khác, có thể không nhiều bằng nguồn thu nhập cũ. Ví dụ như bản thân em là em mở quán cà phê như vậy, thì nó sẽ vừa tạo ra một cái nguồn động lực, một cái nguồn thu nhập khác cho mình, nhưng mà nó cũng khiến mình không quá phụ thuộc vào cái chuyện kiếm tiền từ âm nhạc. Tại nhưng vì... mà cái đó phải điều kiện là mình bán nó đắt nữa. Đúng rồi. Nhà có điều kiện nên là mới dám như vậy. Tất cả mọi thứ đều liên quan đến nhau. Nhà có điều kiện thì không có gì phải lo. Đúng. Rồi. Được mã bất tử rồi. Cái chuyện này cũng phải tính toán rất kỹ, tại vì bây giờ không phải là sống cho mình nữa, mà sống cho cả gia đình nữa mà. Thì mọi người cũng đều như vậy. Và các thành viên bây giờ cũng đã ấp ủ là sản xuất thời trang nữa. Thời trang của nhóm. Là bữa nay mặc đồ là BA thời trang của nhóm, là làm nguyên một cái shop thời trang, một thương hiệu thời trang, mới. Tên là cái gì, Da Lab luôn không, tên là Obsolete. Obsolete. Thú thực thì cả bốn thành viên là ngoài âm nhạc thì trước giờ cả bốn thành viên có một mối quan tâm chung là streetwear, là thời trang. Thì bọn em cũng đã ngồi với nhau rất là lâu và quyết định là làm một thứ chung, đấy là làm một cái thương hiệu thời trang riêng và sẽ ra mắt trong thời gian tới. Wow, nhưng mà giữa âm nhạc với thời trang nó cũng khác nhau xa, và cái câu chuyện kinh doanh nó còn lại là một câu chuyện khác. Có anh Thỏ học cũng... marketing nhỉ? Thì cũng phần cần phải lên kế hoạch nhiều và kỹ lưỡng. Và nhưng mà cái chuyện đó thì nó cũng sẽ, nếu mà nó thành công thì nó cũng sẽ giúp cho mình nó không quá phụ thuộc vào chuyện là kiếm tiền từ âm nhạc. Cái chuyện thay đổi của nhóm thì bảo là tập trung hơn vào âm nhạc thì không phải là tập trung hơn trong chuyện là phải ra bài làm sao để ăn khách. Mà là trước đây là ví dụ như là có cái mic này chẳng hạn, như thế nhóm có thể dùng một cái mic rất là bình thường, nó không đáp ứng tiêu chuẩn thu âm, nhưng mà vẫn có thể hát chơi vào đó và ra bài hát. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao mà có được cái mic tốt hơn, khi mà làm ra sản phẩm thì phải mixing master kỹ hơn, thu âm kỹ hơn, và khi mà có những cái cơ hội biểu diễn trước khán giả thì không được lười mà từ chối như trước nữa. Đó là như vậy, thì phải cố gắng hết sức. Còn cái chuyện sáng tác ra sản phẩm mới và trình diễn thì vẫn phải là từ cái cảm xúc thật nhất của mình, chứ mình cũng không thể nào mà cố gắng để mà có cảm xúc giả được, để mà chiều theo thị trường được. Và nó như vậy. Thế bây giờ hỏi từng người đi, ví dụ như là với Đức thì quán cà phê Phương.
Hiện nay thì em cũng đang trong cái thời gian gọi là 1 năm nghỉ ngơi, tránh xa cái môi trường xây dựng. Thế còn cũng chưa đặt ra một cái kế hoạch sau đó. Hiện nay thì em đang công việc chính là ở nhà chăm sóc gia đình. Tức là bây giờ là nội trợ. Nội trợ. Cả như cũng tiết kiệm chi phí để thuê người đúng không? Đúng rồi. Thấy thương quá. Về là vợ đi làm về là mặc sẵn tạp dề. Việc chính của em hiện nay là đưa đón con đi học và vợ đi làm. Wow. Anh này, em là đồng nghiệp của anh Cao. Em là đồng nghiệp. Vâng, cũng sáng dậy thay bỉm cho con. Cho con ăn. Ôi, hỏi với ông bố tích cực. Thật ra là cũng như lời em nói, tức là dành thời gian để nghỉ ngơi khỏi cái môi trường đã làm việc lâu nay và chăm sóc gia đình, và cũng như là để tính toán các cái bước đi sắp tới. Trẻ em cũng giống vậy luôn đúng không? Thực ra thì câu chuyện của em hơi khác tí, là trước em làm phóng viên. Thì đi hát này, làm phóng viên này. Và là hai cái việc mà em rất là thích. Thì tự dưng lại phát sinh ra thêm quả là có con. Không có tự nhiên được. Làm gì có chuyện tự nhiên như vậy. Lại thấy là kiểu thích đi hát, thích đi làm phóng viên, lại còn thích ở nhà chơi với con. Thế là phải ngồi lại, thế là quá tải quá, mình đầu óc mình đơn giản quá, mình không làm hết được. Nên thôi mình chọn ra hai việc mình thích hơn. Đấy là bế con với cả đi hát. Đành phải tạm nghỉ với phóng viên em, thôi. Em chuyển mảng làm cộng tác viên mảng đời sống. Vâng. Y tế trẻ em. Không, đời sống là đủ rồi, chuyện con bỉm sữa rồi cái này. Thì đấy em đang cân nhắc đấy, đây là lên review sữa bỉm. Rồi còn em? Em thì từ trước đến giờ công việc của em thì vẫn là làm việc tại nhà thôi. Em có một cái studio riêng, phòng thu để thứ nhất là phục vụ cho cái đam mê của mình, thứ hai là lo những cái công việc cho anh em trong nhóm. Và cũng là một cái nguồn thu nhập khi em dùng phòng thu đấy để thu âm cho những cái khách văn phòng tuổi học sinh sinh viên. Tóm lại là hình như là em là khá ổn định và vẫn giữ được cái nghề đó của mình. Long không phải thay đổi nhiều. Ít thay đổi nhé. Phát sinh thêm ngành nghề là nuôi chó nữa. Nhân tiện quảng cáo là Long đang có một bầy chó đang bán. Phần chủ mọi người. Rồi xong rồi. Chỉ cần vài tháng nữa thì mình sẽ thấy Facebook của nhóm Dallas là từng thành viên bắt đầu bán hàng online. Đó, bên này bán tả, bên này bán chó, bên kia cũng bán quần áo thời trang nữa. Wow, mình thấy là bắt đầu là nghệ sĩ một ai cũng sinh thái đi con đường kinh doanh. Chị cũng thấy là các nghệ sĩ miền Nam là bây giờ kinh doanh đồ buôn bán online cũng nhiều lắm, bán từ pate rồi bánh mì rồi chả khô gà giò, nữa. Khô gà gì. Rồi xong mà Diệu Nhi bữa đó bán lạp xưởng gì đó, rồi bây giờ tới thời trang cũng thú vị. Nhưng mà thật ra là nói gì thì nói, muốn buôn bán gì cũng được, miễn là đã có người hướng về mình, chờ đợi âm nhạc của mình, thì mình phải làm như thế nào để có thể là đáp ứng lại được những cái mong muốn của các bạn là được rồi ha. Thôi lời cuối cùng là chúc live show của nhóm thành công và cảm ơn nhóm đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị. Xin cảm ơn chị Kim Thanh và các khán giả của chương trình.